Thiên đường ca cảnh xin giới thiệu đến các bạn máy sủi tích điện của hãng Jebo 9950. Máy này chạy 2 vòi nhé các bạn, ra 2 cục sủi như thế này đây. Cái máy này thì các bạn xài cho hồ tầm 1,5 m đổ lại. Mình sẽ quay thông số cho các bạn xem về cái máy. Nhãn hiệu Jebo 9950. Công suất là công suất của nó là 2W nhé các bạn. Đầu ra của nó là 2,5 lít trên phút mà nó ra được tới hai cái đầu nha các bạn, hai đầu sủi như thế này đây. Sủi tương đối là mạnh. Nó tích điện được khoảng tầm 16 tiếng đồng hồ nha các bạn. Khi bị cúp điện thì nó chuyển sang chế độ bình, nó chạy được khoảng 16 tiếng đồng hồ. Ở đây mình đang chạy bằng điện nè, mình cắm điện mình xài nè. Bây giờ mình sẽ rút điện ra cho các bạn xem nè. Rút điện ra thì nó vẫn tự động, nó vẫn chạy bằng chế độ bình nha các bạn, không có cắm điện nha, nó vẫn chạy tự động, nó chuyển sang chế độ bình. Nó có nhiều chế độ nha các bạn. Ở trên đây, ở công tắc đây nó có 3 nút và đầu đây, đúng rồi, off là tắt nha các bạn. Giờ mình tắt nè, đó, mình chuyển qua nút chính giữa là on là nó bật. Bật này nó sẽ chạy 24/24 luôn nha các bạn, nó chạy liên tục. Còn nó có một cái chế độ nữa là cái chế độ này nè, succession. Chế độ này là tiết kiệm năng lượng nha các bạn, nó sẽ tiết kiệm pin, cái cục sạc trong này nó tiết kiệm. Nếu mình bật qua chế độ đó là cuối cùng là nấc thứ ba thì nó sẽ chạy 1 phút, tức là 60 giây, sau đó nó sẽ tắt, nó ngưng 60 giây, cứ 1 phút chạy 1 phút tắt. Chế độ của nó là như thế để tiết kiệm pin, tùy các bạn. Nó tắt nè, bật nè, chạy liên tục. Đấy. Ở đây cái rắc cắm của nó là dạng đầu USB nha các bạn, rất là tiện dụng. Là mình sẽ mở cái đầu này ra cho các bạn xem nè, mở cái đầu này ra. Có thể cắm trực tiếp vào máy tính để sạc luôn, hoặc là gắn vào đây thì có thể là sạc vào ổ cắm điện. Ở đây mình đang chạy chế độ là không. Rút ra khỏi. Đây cái đầu rắc của nó được cắm vào máy để sạc. Rồi. Mọi chi tiết các bạn liên hệ số điện thoại 0988347508 hoặc truy cập website thiendườngcacanh.com để xem thêm về chi tiết của sản phẩm. Các bạn nhớ đăng ký subscribe để mà theo dõi những cái sản phẩm mới nhé. Thân ái chào các bạn.